Rồi giờ mình với cô Phương gói bánh lại, cái mình vô bịch mũi nè, cái hồi nữa mình đem ra mình phát cho người gói. Mình làm cái này là màu cẩm nè, và tới màu gấc. Màu cẩm này đẹp, màu bãi nó vừa giật giật cái đậm quá cái nó đen ha. Ừ. Giật này màu cẩm với màu màu gấc. Hai cái lộn lại. Đẹp quá. Giống màu bãi miền Tây quá. Sao thiệt ngon luôn. Rồi. Này sôi nóng hổi vừa hổi vừa ăn nè. À, mình gói lại. Mình bỏ bịch. Này mình đi cho sôi nè. Mình dập cái chú này bằng cầu, đang bằng cái cầu ngay chỗ đường mình ra nè, tí xíu nè. Mình gửi cho mấy chú mần cầu. Rồi giờ thôi. Chúng ta có chị Mai Liên ở Mỹ, chị gửi về cho bà con mình người phần sau ăn cho vui. Cảm ơn chị rất nha. Chào thêm bà chú bà. Cảm ơn. Bye bye con. Bye bye. Bye. Cũng mới vậy. Cũng mới vậy quạo. Wow. Rồi đi nha bà. Dạ, ăn xôi rồi chú Dũng. Chú Dũng ăn xôi chú Dũng ơi. Dạ. Ăn xôi tươi. Tươi khỏi ăn chú Dũng. Ăn thử đi. Rồi, vô đây rồi cái lấy nữa. Chú Dũng, chú Dũng ăn chú Dũng. Ăn gói chú Dũng. Ăn gói hiệp. Cảm ơn nha. Sao vậy đây? Cảm ơn chị. Mừng quá sáng chưa ăn. Ăn xay chú. Thay còn nóng được, ăn thay chứ. Chú bé ăn xôi chú bé. Dạ. Chú bé ăn xôi nè, ăn xôi chú. Ăn xôi. Thôi, xôi miễn phí, xôi miễn phí. Thế dạ. Dạ. Trời ngon lắm. Còn ai nữa, ăn nó tựa. Thôi. Cảm ơn chị. Cái này bự quá không có nào văng không? Để lo nói vậy. Bà cháu xuống không nữa. Ăn đi. Cảm ơn bà đi. Cảm ơn bà. Ừ. Giờ đi đâu hả? Đi đâu mà đi xe đạp? Điều kìa, còn hai con ra nữa. Nè ăn thôi. Ăn thôi à. Bé này nữa là bà bỏ. Hai đứa nó ba tử. Nè chở xôi con này con. Ăn thôi rồi con, khỏi mua ăn sáng. Bé nữa. À. Rồi. Chị bỏ vô chứ mày. Ăn xôi. Chị bãi rồi. Kêu chị bãi ăn xôi. Đi đi. Thôi vậy chị. Chị bãi. Ăn xôi. Ăn xôi chú ơi. Ăn xôi, xôi miễn phí, xôi miễn phí. Ăn đi. Ừ. Có một lượm không? Gửi cho một lượm cục. Hả? Còn tư bệnh ông đi không nổi ha. Còn không? Còn. Nha. Dạ. Rồi giờ em đi chờ nữa. Giờ em đi Hòa Lộc. Dạ. Rồi. Sao vậy chị? Sao miễn phí ăn nha chị. Đây chị sao hả? Dạ. Mỗi người một phần. Rồi rồi lấy này ra cô Hương. Cái này nè cô bỏ vô. Dạ. Rồi.
Dạ. Anh sao miễn phí? Hai ơi. Hai em xôi hai. Anh thử cái xôi vậy. Dạ. Bà cho bác. Bà để đây. Dạ. Cho bạn kia hả? Hả? Cho bạn kia hả? Dạ. Cho ba dạ. 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 Xin phận nó được không? Dạ. Dạ đó bà lấy đi, để lấy đi. Bà tính rồi á. Nè ông phụ cho. Rồi, nghe chưa? Anh thấy rồi. Cho bà Sơn xin tấm cho để em đem vô, để em đem vô. Để cho bà để em đem vô, để em đem vô. Để em đem vô. Mỗi mỗi người một phần à, mỗi người một phần à. Mỗi người một phần chị hả chị, mỗi người một phần à. Cho đó đi. Đó. Dạ. Cho tâm còn cái tấm viên viên lấy rồi nha cho bà tôi. Dạ. Dạ dạ. Dạ đáng hồi đi. Dạ. Nói chị đâu không? Hả? Để đi chút rồi lại cho nữa. Đứng đây đừng cho, để hồi cái bưng hết cái lại cho. Em cho miễn phí này cho chị gói là mỗi người một phần. Xôi xôi miễn phí nha. Mỗi người một miễn phí, miễn phí, miễn phí. Ok. Dân đây. Dạ. Dân xôi nào? Xôi nào cũng hay vậy á. Cũng thấy à. Anh chị. Dạ. Rồi. Đây. Cho bà đang gói chị. Dạ. Mỗi người một gói à. Dạ. Dạ. Mọi người đi mượn gói mừng nè. Mỗi người một gói. Dạ. Chị. Dạ. Thôi hả? Dạ thôi. Dạ. Tự nguyện hả? Dạ. Dạ. Các bạn cho xôi miễn phí. Cho xôi. Dạ. Nè chị. Dạ. Dạ xôi. Thần thần quá trời tới. Ở đây 10.000 xôi. Ao. Miễn phí, miễn phí. Miễn phí. Trời. Sao miễn phí? Ngựn gói. Hả? Hả? Không, phân phí. Ừ. Miễn phí, miễn phí. Bà chào bà nha. Chị này mình. Dạ. Đây có hơn không? Thôi không phát hả? Dạ. Còn mấy bịch này nè. Đi ra ngoài. Nè. Thôi. Có một bịch thôi. Còn nè, còn chắc có ăn điểm qua nè, chắc hết luôn. Đây. Cái này giờ hết tủ shop rồi nè. Hết tủ shop hả? Trời ơi. Để vô tủ shop. Để vô. Chị Mai Liên ở Mỹ hả? Là vô tới em. Đây. Để. Anh vô á. Rồi. Cảm ơn chị Mai Liên nha. Mỗi buổi sáng em đi chợ thì em phải tốn tiền mua đồ ăn. Sao vậy? Nay có thể lên đi chợ. Gửi cho Linh nha, gửi cho. Rồi rồi. Cho xôi hả? Rồi. Cảm ơn chị nhiều. Rồi, cảm ơn nha cô. Cái gì xôi gì xôi. Cảm ơn chị Liên. Cảm ơn chị Định nữa. Chị Định đó hả? Dạ. Rồi rồi. Bà hỏi nghe nó ơi. Dạ. 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 Dạ
giấy khó đâu hả? Dạ. Gửi cái hình của bà cho cậu Dũng, con của bà Út thành phố. Dạ hả? Rồi, quay cho con. Bà thấy hình của bà. Dạ hả? Có điện tỉnh ra chơi không? Có điện tinh hình khó không? Có điện tỉnh lần nào không? Hey. Này mình đi về xong rồi này mình chừa lại mình để gửi cho ông Khoa, ông Khánh đứa gói. Để tấm đường vô nó mà hả? Để tấm đường, này để tấm đường đây nè. Gói lại. Cho ăn sáng. Hồi xưa mấy bà cụ gói phải chừa lên miếng vậy nè mà. Cho nó thấy sôi cái đẹp phải không? Thấy sôi. Dạ, hai người hôm qua nay phụ mình thấy cực khổ, mình gửi hai người, người hai tâm. Đến chính hai tâm, cô Phương hai tâm chị Dư. Con mừng giùm mà, con không có. Nó làm cho từ thiện mà, cho tiền như vậy. Thôi. Gậy gửi thấy mừng cực khổ quá. Thôi con phụ. Đây phụ cực khổ, phụ anh tối. Nè, gậy, để làm là tiền cho tiền như chị Bảy. Gậy, lấy người hai tâm đây. Con không có mừng bảy mời, rồi thôi. Chị gì mà nói rồi. Chị gì mà chị cho xói hả? Chị Mê Liên. Chị Mai Liên chỉ cho nhiêu sôi đó được, không lẽ mình công nhiêu đó mình làm không được ha, mà để mình phải lấy tiền chỉ vậy? Thôi, không lấy thôi, tiền em đâu. Em lấy tiền gì bái ơi, để làm cho từ thiện lấy tiền gì. Để người hai tâm đi, hai tâm xài. Giúp không được. Hai tâm cho vui. Không có cho gì được ai thì mình giúp công vậy. Chỉ cho từ ở ngoài mà chỉ gửi tiền gì, chỉ cho Việt Nam mình mà không lẽ rồi mình mà công có nhiêu đó, hôm qua nay xíu mà mình lấy tiền chỉ thôi, con không có lấy đâu mà bà. Không kể gửi cho người hai tâm nè. Như em thì không có giúp được gì cho ai đó, không có cho ai được gì hết đó, thì giúp công thôi. Để lấy hai tâm chạy chơi cho vui con. Thôi, mình phụ công thì được rồi mà. Thôi em giúp công, làm từ thiện mà. Mình với Dưỡng Hai với cô Hai Phương mới vừa đi tặng xôi cho bà con về. Mình đi xuống dưới tặng xôi vui lắm. Cái mấy bà con tưởng đâu mình bán, cái người ta hỏi người ta mua, người ta trả tiền, rồi nói chị Mai Liên tặng miễn phí. Mình cảm ơn chị Mai Liên rất là nhiều, chị Mai Liên tặng xôi cho bà con của mình ở đây. Mình cũng xin chúc chị và gia đình chị luôn luôn vui vẻ, giờ giàu sức khỏe và vạn sự bình an trong cuộc sống. Mình cảm ơn chị rất là nhiều ạ. Mình cũng xin chân thành cảm ơn các anh chị và các bạn đã bỏ thời gian ra xem clip của mình. Mình xin chúc cho các anh chị và các bạn xem clip thật là vui tươi, mạnh khỏe và hạnh phúc. Và bây giờ mình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Tạm biệt con. Tạm biệt. Giỏi quá.